Alo, vâng bây giờ có hứng bình luận luôn. Có hứng luôn. Bên mình sang Egypt, bên kia 20 oan. Ái da. 10 oan sẽ phải đánh cung A dành cho bên kia, nhưng mà cung R Egypt nó là rất tuyển. Sang Egypt còn thua thì đến chịu luôn. Thôi chúng ta hãy bỏ qua trận vừa rồi mà đến với trận thiếu bản lề thôi. Sang Egypt, Egypt của Gunny. Không, như vậy bên kia có một Roman và một Mioan. Như vậy là chưa biết thế nào một lần đâu. Tôi tưởng 2 Mioan. Nhưng mà vừa rồi nhìn nhầm, có một tên nhìn nhầm. Máy máy game thủ tôm. Sen. À, như vậy là tôm đánh bài ta không phải bài tàu. Cũng được, không sao. Quá hay luôn. Sen Egypt, bài sen cần tươi thôi. Sen chỉ việc chém chết được Roman. May quá không ạ, ô quẳng một dân rồi. Sen chính thức chết một dân. Thôi đưa dân ấy về anh ơi. Quá nguy hiểm cho thanh niên này. Chết một dân nữa. Tôm ơi anh ơi, bài này đánh mà thua nữa thì tôi đến chịu luôn đấy. Sen Egypt. Anh đánh cẩn thận ô em cái. Anh đánh này khán giả nó toát hết mồ hôi hộp rồi. Cẩn thận, trong đây có quả rồi. Anh ơi, anh đi dò cẩn thật sự cẩn thận vào. Hai dân. Không hiểu nổi luôn, tôi đã bảo để con dân ấy về về nhà và chặt gỗ đi thôi. Nhưng anh vẫn quyết tâm đi dò, quá mạo hiểm cho tôi này. Có quả phụ dành cho Sen ở trận đấu này. Vẫn thiếu một đồ. Vẫn thiếu một đồ. Tôi nghĩ quả phụ chỉ có 5 thôi mà máy game thủ Gunny thế nào. Gunny có quả phụ đang dắt voi về. Như vậy là tương đối hay. Hiêu 5. Nhà quan trọng có khung được. À khung. Nhà khung đẹp luôn. Nhưng mà quả phụ thì hơi xấu một tí. Nhưng cố phải nhai thôi. Vâng, phân đấu mà có mật gấu để xoa. Kích đời. Ô Egypt kích đời 74x kìa. Tươi. Bài khung đến từ game thủ cầm Egypt CR nhổn. Bài này thì sẽ là bài cung khỏe đến từ Gunny thôi, tôi biết điều đấy. Gunny đánh cung thì tôi cực kỳ yên tâm. Sen. Kích đời lâu rồi, 50% rồi. Rất hay. VB. Xong VB đóng sát mép tường. Tí chỗ kia chốt một cái E thôi là kín. Sen bài này sẽ phải sang cuối 9 nếu mà sớm nhất. Không, không cuối 9 được, gỗ quá thiếu. Anh cân đối thì gỗ không đều. Tôm như vậy là lên đời xin dò trước. Lên đời sẽ phải xin dò trước đến từ tôm thôi. Cân đối thử gỗ là không hề. Gọi là quá chuẩn đến từ tôm. Tôm hôm nay hình như hôm qua anh không ngủ. Tôm không ngủ là không biết là có khỏe được hay không. BM. Không. Kích đời. Vâng, Roman có dò luôn. Kinh hồn. Bài này kích đời hơi xịt đến từ tôm. Đóng ép.
Thêm dân ăn vàng đi anh. Con giò họ có giáp rồi, giò mình có công. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Quay lại vác dân đập. Giò có giáp thôi mà. Quay lại không, như vậy vẫn quyết định xuất giò đi. Vậy con giò đã lên công giáp đầy đủ rồi. Chéo cánh luôn sang nhà Miêu ăn một tơn. Như vậy là tương đối hay. Kìa, giữ giò anh ơi. Con giò lên công thủ rồi. Chết giò, chết giò. Quá hay dành cho tôm ở trận điếu này. BL2 hay BA? BL2 thôi. Oai à, ổ ánh cung à. Thanh niên này hơi hổ báo. Ôi cẩn thận bằng giò anh ơi. Một thằng dân đập không chết giò đâu. Giò còn 5 máu rồi phải giữ. Kê tê chạy 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 chạy. Chạy chạy. Vâng, gặp ngay ông cơ động phải chạy ngay. Ôi ồ, gãy kiếm. Gãy kiếm. Ôi sao thế này anh ơi. Anh để dân chơi hơi nhiều. May máy game thủ Gunny. Vẫn nguyên trình 26. Được nhận 100 gỗ từ tôm. Gunny đóng ruộng. Hơi bịp tôi. Quá bịp luôn. Bóng như HDS. Gunny bài này sẽ là Gunny rất khỏe đây. Không có vàng trong thôi, có vàng trong nó còn tươi hơn nữa. Nhưng mà được cái hai bãi vàng gần nhà. Thế là cũng quá đủ rồi. 6 sang làm cái gì, nhà khung rồi. Cẩn thận chỗ cái khe kia. Lại ra sửa thôi, đơn giản mà, có gì đâu. Cung R sắp ra rồi. Cung R sắp ra rồi. Kìa. Sao lại 4 nhà BA lại được có 3 con. Anh ơi tí nâng nâng giáp cho con cung R của mình đi. Mày máy game thủ tôm có làm hại được Miêu An hay không? Không, đang bị chăn dân. À không, mình đang chăn dân họ ấy chứ. Mình đang là người chăn dân họ. Tôi tưởng thế nào. Vậy anh ơi. Cẩn thận mất đặc đà. Có mất không? Không mất. Tươi rồi. Tươi rồi. Đóng BA. Lên bánh xe chưa? Khổ quá ông này, lên bánh xe đi, phút thứ 16 rồi. Đây rồi, lại làm dân tí, lại làm tí. Như vậy mà một đẩy Gunny đi rồi. Gunny đang đẩy sang để bắn phù. Bắn phù cho tôm để có thể chơi chết nhà Roman. Sau đó thì đánh nhà Miu An sau cũng được, đánh về lâu về dài. Mình vẫn có lợi khi mà những con cung rời Egypt rất chỉ. Nên đầu máu rồi nó có sự khắc bọt ngay. Bơm đồ cho tôm. Vậy hê. Vâng, giải đinh, bắt đầu giải đinh rồi. Tôm đâu? Vào đây tôm. Anh ơi, sao cứ lẩn vẩn đây làm gì? Vào sâu trong nhà họ ấy. Đúng rồi. À ha, Miu An chơi cả T lên đây nữa. Chán phút 17 biết bầu có T lên đây thì là thế nào. Anh bịp tôi rồi. Tôm ơi, anh lên hộ tôi cái bánh xe đi. Xin Gunny thực mà lên bánh xe. Họ lên bánh xe xong hết rồi đấy. Vâng. Lạc đà đuổi dân như đúng rồi. May mắn game thủ Gunny. 4-4 rồi. Rất hay. Tôm tí có vàng bơm đây 200. Nâng cái đầu máu giáp 4. Sao cũng 100. Đấy, ít ra phải 198 chứ. Đóng BC chưa? Mèo ơi, mèo. Có quẳng tới này. Ôi, dân màu 2. Màu 2, ngon quá. Vẻ, giải đinh rồi. Vâng, chính thức xịt lốp. Màu 2, chính thức xịt lốp. Vâng, gặp đinh tặc. Cánh rừng ấy vẫn lọt. Úi trời, già như đúng rồi. Vâng, sinh ra bởi một cái khe và chết đi bởi một cái khe. À, tôm đang bị ốp. Nhưng mà phù gặp đúng giờ ấy díp. Thù vãi chảy. Tham lai. Tham mình đang đè xuống. Quá hay khi mà màu 6 đang bé dần. Màu 6 đang bé dần, màu 2 chỉ giữ được tham thôi. Không quá to. Đóng BC để nâng đầu máu cho game thủ Gunny. Cẩn thận có sư tử. Không phải đánh Miêu ăn vội làm cái gì cả. Cứ trâu lên thôi, rồi tí lên xong được đầu máu rồi bắt đầu chơi. Lúc đấy chơi là mới chuẩn.
chứ bây giờ chơi là chưa chuẩn. Giờ Hoàng Đạo chơi nó mới êm xịt được. Đã lên xong, đã lên đầu máu rồi. Tương đối hay. Anh ơi lên một cái giáp chống chém. Ngăn ý, thừa thực lên một cái giáp chống chém đi anh. Tôm kìa sợ chạy ở đây. May mắn còn Tôm 23. Tham lai khi còn bé hơn cả Roman cơ. Đây rồi. Tôm hơi vất vả trận đấu này, nhưng Tôm cần phải bán máu như những trận như thế này để cho Gunny khỏe. Đó là điều tôi thích. Bung BN ra đi anh. Bung BN xóa thêm ruộng. Tham lai đè lắm rồi. Bên kia vẫn chưa chịu quýt. Kia cậy có cung Amiu ăn. Tôm cẩn thận bãi vàng Tôm ơi. Vâng, pha giải đinh này không thành rồi. Vâng, giải đinh gặp đúng công an đen. Máy máy game thủ Tôm thế nào? Tôm 25 rồi. Hồi mạnh lên Tôm ơi. Anh chỉ cần lên được 3x thôi là win, không cần đánh nhiều cả. Vâng, phù máu cho những con cung R qua đồng đội dành cho Tôm. Tôm như này ai cũng yêu, ai cũng thích. Thôi xem Gunny đi, Gunny sắp sửa tích quân vào đẩy rồi. Lên tầm 3 con số là Gunny đẩy. Khả năng là như vậy. Đang đi dò. Tôi nghĩ nhà Miwan không quá đẹp đâu. Đây rồi. Bây giờ thì đẩy cung Amiwan. Gunny bắt đê, bắt điều R đi anh. Ăn thừa khi mà đây là những con cung R Egypt đầu máu. Vâng, chính thức team neutral vác dân ra đảo, đảo đi. Cho đập gãy tay. Vào xong. Vào đấy. Giật ra anh ơi, giật ra anh ơi. Giật ra, giật ra. Không ăn được, giật ra. Phải giật ra, sau đó tí lại ốp lại. Bây giờ cung Amiwan không thể nở to được bằng cung R Egypt đâu. Tôm bên nào, Tôm tí có phối hợp sang đây không? Tham lai, Tôm lên 34 rồi. Quá hay dành cho Tôm, đang định la liếm vào chỗ mép nhà của Amiwan. Không được. Quản lại nhà màu 6 đi. Màu 6 tôi nghĩ bây giờ chỉ còn dân ăn hoang thôi. Gunny đang bị cung A và những con chém của Roman đẩy. Tôm đâu? À, đừng đẩy mất dốc anh ơi. Chơi được. Tôm đằng sau. Tôm đây. Vâng, anh đã đến. À, lượn lại sau rừng bắt. Đúng rồi. À, màu 6. Vâng. Đây gọi là dắt hổ về rừng. À, dắt hổ về nhà. Khổ. À, không có cái bãi vàng màu 6 đang định ăn. Ông cung A kia ông đẩy đúng cái chỗ đấy. Gunny đang chơi cả nhà màu 6 nữa này. Khổ. Màu 6 giờ còn dân khả năng chui vào nhà màu 2 rồi. Tăng A. Gunny rất chịu khó châu quân ở trận đấu này. Phải châu quân thì mới chơi được những con. Tôm. Tôm đâu? Đây rồi. Anh cứ phải chờ trực ở trước mặt cung R, không là đứng sau. Đây rồi. Ôi, hơi ít chém. Mình hơi ít chém. Nhưng quan trọng là đây là những con cung R Egypt. Cung A thì hơi ít. Bỏ neutral. Vâng, bắt tay luôn. Bắt tay luôn. Đúng rồi. Quá hay luôn. Tôm thì vẫn đảo thôi. Tôm vẫn đảo bình thường. Nhưng mà mèo. Cẩn thận anh ơi. Giật lại. Bỏ neutral. Bỏ bắt tay ra. Đúng rồi. Giờ thì chơi luôn thì cả chém luôn. Tuy những con cung R chưa giáp nhưng nó có cái đầu gấu. Đầu gấu thì nó quá gấu ở trận đấu này rồi. Tôm. Tôm đâu? 38 này. Sao lại đi đấy? Ra đỡ hộ Gunny đi. Gunny đang bị đẩy mà. Anh ơi. Đây rồi. Vẩy e, giải đinh đại pháp.
Đây phải gọi là giải đinh đại pháp chứ, bây giờ không còn dùng những từ ngữ như vẩy e, vẩy ruộng cái gì cả. Bây giờ là giải đinh rồi. Giờ lạn đinh tặc là rất nhiều. Gunny biết điều đấy. Hồi mèo chuyên ra móc rồi, thánh móc. Mèo sẽ được phong quân hàm thánh móc sau trận yếu này. Vâng, hai lớp e vẫn cố tình móc. Đâu rồi? Alo. Trở lại trận đấu thôi, đây là chỗ cung hàm Miwan đang đứng. Đây rồi, vẩy e lại giải đinh. Ôi khít khịt. Khít khìn khịt, chạy đi đâu hai con lạc. Bắt được một con chém. Ok. Không bắt được con nào. Đến chịu ông Gunny. Đốt cả BG. Đây rồi. Ôi trời, vẩy e bắt dân. Quá hay, neutral của AFI vừa rồi để neutral. Ôi, chạy đi đâu được nữa, anh đừng có chạy nữa anh ơi. Ôi, lại còn xoay quấn. Rồi. Úi giời ơi. Đứng càng gần vào mình càng có cửa. Đứng gần vào, đứng sát với cung A. Ôi, mèo đúng là thánh móc. Không sao, đẩy sâu vào bên trong. Đẩy sâu vào bên trong, cứ đẩy thôi, có con chém của tôm đang đằng sau. À, chốt e, chốt e, chốt e. Nhanh nhanh, không đừng để lọt vào ruộng. Ôi rồi rồi rồi. Ăn phần tôm vào ruộng. Tôm vào ruộng đấy. Chém làm gì? Tham lai 5x chứ tôm. Chém 4 rồi, tôm bắt đầu đang bay. Tôm đang sùng. Tôm này là thuộc lại tôm hùm rồi chứ không phải là tôm sú nữa đâu. Trận thi đấu quá hay. À, neutral. Ôi, mèo resize 2-1 trong xe đấu thứ hai dành cho bên phía Thái Bình. Một trận thi đấu mà Gunny quá trâu. Vâng, tôm hồi cũng rất mạnh. Lúc đây, cách đây có mấy phút tôi thấy timeline của tôm vẫn chỉ là 3-2x thôi. Nhưng đùng vác anh lên 5x. Đúng là Seng có sự hồi rất nhanh. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo.